đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ viếng thăm Trung Quốc, tin từ Bắc Kinh. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Michelle Obama đã đến Bắc Kinh vào hôm nay, bắt đầu một chuyến thăm kéo dài một tuần nhằm tăng cường mối quan hệ giáo dục và văn hóa giữa hai quốc gia. Bà Obama đã đến phi trường quốc tế Bắc Kinh vào chiều hôm nay cùng với mẹ và hai cô con gái. Họ đã được chào đón bởi các quan chức Trung Quốc và Hoa Kỳ, trong đó có đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, ông Max Bocas. Chuyến thăm kéo dài một tuần là chuyến đi nước ngoài một mình thứ ba của bà Obama, người đã tự mô tả mình là một người mẹ lãnh đạo, chuyên tâm trong việc dạy dỗ hai cô con gái, Maya, 15 tuổi, và Sasha, 12 tuổi, cũng như trong các vấn đề trong nước như cuộc chiến chống béo phì nơi trẻ em. Vào ngày mai, bà Obama dự kiến sẽ gặp đệ nhất phu nhân Trung Quốc, bà Peng Liyuan, người được ngưỡng mộ là một nữ ca sĩ quyến rũ và là biểu tượng thời trang ở Trung Quốc. Ngoài Bắc Kinh, bà Obama sẽ đến thăm thành phố lịch sử Tây An ở phía Tây và thành phố Thành Đô ở phía Nam, nơi bà sẽ đến thăm một khu bảo tồn gấu trúc. Bà cũng có kế hoạch đi thăm các sinh viên Hoa Kỳ và Trung Quốc để thúc đẩy giao lưu giáo dục và văn hóa, và ghé thăm những địa danh lịch sử như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Một bài bình luận của Tân Hoa Xã nói rằng chuyến đi có một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc đang có nhiều căng thẳng, bao gồm cả cuộc gặp mặt gần đây của Tổng thống Barack Obama với Đức Đạt Lai Lạt Ma, người mà Bắc Kinh gọi là một nhà ly khai bạo lực. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã đặt ưu tiên cao cho việc củng cố mối quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc.